Để đáp ứng nhu cầu của đông đảo khán giả chương trình Làm Giàu Không Khó, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành giải pháp thị trường tại Việt Nam, Diễn đàn Giải pháp thị trường online MFO sẽ chính thức khởi động từ ngày 1 tháng 5 năm 2006. Đối tượng mà diễn đàn hướng đến là các bạn sinh viên các trường kinh tế, các bạn trẻ đang công tác trong các ngành kinh tế hoặc có quan tâm đến lĩnh vực giải pháp thị trường. Để biết thêm chi tiết, quý vị khán giả có thể truy cập trang web www.mquiz.net hoặc gọi đến số điện thoại nóng của chương trình 0482903 15. Diễn đàn giải pháp thị trường làm giàu không khó của VTV1 Đài truyền hình Việt Nam xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một kế sách có tên gọi Bỏ Mận Giữ Đào. Và trước hết thì Thu Hương và anh Hoài Nam sẽ giới thiệu với quý vị những chuyên gia và khách mời sẽ tham gia chương trình. Trước hết xin được giới thiệu Tiến sĩ Lý Quý Trung, Giám đốc điều hành Nam An Group và hệ thống Phở 24. Và một gương mặt rất quen thuộc đó là nhà sử học Dương Trung Quốc, người luôn kể chúng ta những câu chuyện ngày xưa. Và khách mời ngày hôm nay là anh Lê Phụng Hào, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kindo. Vâng, và ngay giờ phút này đây thì nhà sử học Dương Trung Quốc sẽ bắt đầu câu chuyện của mình. Cảm ơn Thu Hương. Thưa các bạn, câu chuyện của tôi cũng có thể là ngày xưa, nhưng nó là một câu chuyện ngụ ngôn về các loài cây. Có một cây mận mọc cạnh một cây đào. Chúng sống cạnh nhau trên cùng một mảnh đất, chung nhau cùng một nguồn nước. Do vậy hai cây quấn quýt, chia ngọt xẻ bùi và trở nên vô cùng thân thiết. Từ khi cây đào ra hoa và bói lứa quả đầu tiên, cây mận càng chở che bảo vệ cho người bạn của mình. Năm ấy thời tiết bỗng trái gió trở trời, sâu bọ kéo đến phá phách cả hai cây đang tươi tốt, có nguy cơ bị tàn phá. Thế vậy, Mận nói với Đào rằng: "Lũ sâu bọ này không tha chị em ta đâu, chị đã ra hoa kết trái phải được bảo vệ, còn em sau này chưa biết sẽ ra sao. Do vậy, chị nên tạm ngừng hút chất bổ và nguồn nước dưới lòng đất làm cho thân gầy, lá héo, khiến lũ sâu bọ không màng tới, còn em sẽ tự làm cho mình thật tươi tốt để thu hút chúng. Như thế, nếu em có làm sao thì chị vẫn còn sống được, bằng không cả hai chị em ta sẽ đều chết mất." Đào hết mực từ chối, muốn cùng được sống chết với Mận, nhưng thấy lý lẽ Mận nói rằng thà mất một còn hơn mất cả hai, đành xót xa mà chấp nhận. Nó gạt nước mắt làm theo lời của Mận. Đúng như dự đoán, lũ sâu bọ trông thấy Mận xanh tốt đầy nhựa sống, bèn lao vào sâu xé cho đến chết. Trong khi thấy Đào đã sơ xác héo úa nên không thèm bén mảng. Nhờ vậy mà Đào đã không chết. Rồi mọi tai ương cũng đi qua, Đào lại hút nhựa sống từ trong lòng đất mà phục hồi, xanh tốt hơn xưa, hoa trái xung xuê. Có một lão nông đi ngang qua thấy cây đào chịu quả, ăn vào lại thấy thơm ngon khác thường, bèn lấy hạt ươm thành cả một vạt rừng đào. Nó trở thành một thứ quả đặc sản nổi tiếng khắp vùng. Những người qua lại chẳng ai biết đến một cây mận đã từng sống chung một mảnh đất, uống cùng một nguồn nước với cây đào gốc kể trên, để hiểu được rằng nếu không có sự hy sinh của Mận sẽ chẳng có cây đào nào, và càng chẳng có một rừng đào mang lại danh tiếng cho cả một vùng. Cái câu chuyện này thì tôi thấy rằng là rất gần gũi với đời sống hàng ngày của mỗi một doanh nghiệp. Không biết là anh Hào, anh có suy nghĩ gì về cái sách này không ạ? Tôi nghĩ là đây là một cái sách mà để cho doanh nghiệp có thể là ứng xử trong những cái tình huống mà rất là nguy nan. Tôi lấy ví dụ như là cái câu chuyện về ông Tùng Bản, là cố thị trưởng của thành phố Shingu của Nhật, thì đã có thời gian ông làm chủ một loạt các cửa hiệu bán thuốc Tây. Và đã có lúc là trong cái thời kỳ rất là khó khăn, tức là khách hàng không có đến cửa hiệu của ông. Và nếu mà đứng trước cái tình cảnh đó thì không khéo thì cửa hiệu có thể bị đóng cửa. Thì ông đã đi đến một cái quyết định táo bạo, đó là ông hạ giá
ông chọn một cái sản phẩm mà ông hạ giá, thì trong đó là cái sản phẩm là keo dán. Ông hạ từ 200 viên mà xuống còn là 80 viên thôi. Thì với cái quyết định mà hạ giá một cách rất là đột ngột và cái giá rất là hấp dẫn như thế này, thì ngay lập tức ông đã thu hút rất là nhiều khách hàng đến cái cửa hiệu đó. Và ở đây thì ông Tùng Bản ông đã khai thác một cái tâm lý, tức là ông chấp nhận lỗ trong cái chuyện mà bán keo dán, nhưng mà ông nghĩ rằng ông sẽ nuôi được các sản phẩm khác khi mà khách hàng khi mua keo dán thì đồng thời là kết hợp mua thêm nhiều cái hiệu khác qua cái cách thức mà giới thiệu khách hàng rồi đối với các nhân viên tại các cửa hàng của ông Tùng Bản. Thì tôi nghĩ đây là một cái câu chuyện mà có thể là vận dụng trong cái sách là bỏ mận giữ đào cũng khá là xác thực. Hoàng gia Việt Nam. Hãng truyền thông Hoàng gia kết nối thẳng tới tiềm thức. Vâng, cái câu chuyện mà anh Hào vừa kể là về ông Tùng Bản, cựu thị trưởng thành phố Seoul ở Nhật Bản. Đúng là ông đã hy sinh một phần cái lợi ích khi mà hạ giá cái thuốc cao từ 200 yên xuống còn 80 yên thôi. Và cái mục tiêu là để thu hút người mua đến và để họ có thể mua nhiều mặt hàng khác và nó bù lại cái phần lỗ ấy. Đó cũng có thể nói là một phần hy sinh, một phần cái lợi ích của mình. Nhưng tôi lại muốn nhấn mạnh hơn như cái hoàn cảnh của cái câu chuyện là bỏ mận giữ đào, là đứng trước cái nguy cơ mà có thể cả hai đều chết, tức là cả cái doanh nghiệp đều có thể suy sụp ấy. Thì người ta biết hy sinh cái bộ phận gì để họ giữ lại cái hy sinh cái cục bộ để giữ lại cái toàn thể, để có cơ hội tiếp tục phát triển, cũng có ý nghĩa là phần nào là thoát hiểm. Vâng, tôi có một cái thí dụ của cái trường hợp của hãng General Motors của Mỹ sản xuất xe hơi tại thị trường Mỹ. Thì vào cái giai đoạn thì General Motors muốn tung ra một cái dòng sản phẩm xe hơi con giá thành rẻ và đúng ngay cái sở trường của hãng đối thủ cạnh tranh là hãng Toyota. Và biết được hãng Toyota cũng đang chuẩn bị để tung ra cái dòng sản phẩm này. Và nếu mà hai bên mà cùng tung ra một lượt thì General Motors sẽ khó thắng và thất bại trước cái hãng Toyota. Cho nên General Motors đã có một cái kế là đặt một cái đơn hàng 250.000 chiếc xe hơi con cho Toyota làm cho mình và lấy cái mác là General Motors. Thì sau đó vẫn âm thầm phát triển dòng sản phẩm này và tung ra thị trường rất là thành công. Thì tôi nghĩ là General Motors đã vận dụng cái kế bỏ mận giữ đào rất là hay. Mận trong trường hợp này là một cái đơn hàng rất là khổng lồ đúng không ạ? 250.000 chiếc xe hơi. Thì tôi cũng có một cái câu chuyện để sử dụng cái kế sách này. Thì đó là một cái công ty sản xuất kẹo cao su ở tại một cái thị trấn tại của Mỹ. Sau khi sản xuất ra, bởi vì lúc đầu tính toán thì rất là chủ quan, sau khi sản xuất ra thì không thể nào bán được. Và cứ ngày qua ngày thế thì sản phẩm cứ bị tồn đọng và công ty đứng trước một nguy cơ rất là khó khăn, thậm chí có thể là phá sản hoặc đóng cửa. Thì người lãnh đạo công ty thì có một cái quyết định rất là táo bạo, là trong thời gian là hình như 2-3 tháng liền là cứ hàng ngày là gửi, cứ mỗi gia đình trong cái thị trấn đấy là một cái bốn cây kẹo, một cái phong coi như có 4 cây kẹo để cho người ta ăn, ăn không ăn miễn phí. Thế thì sau hút thời gian đấy thì người dân khu vực đấy người ta ăn quen, nhất là các em bé và các chị phụ nữ ăn quen. Và đến khi sau 2 tháng mà chuyện cho không đấy dừng lại thì mọi người đã có một thói quen ăn kẹo cao su, và khi đấy thì bắt đầu sản phẩm từ từ bán được và dần dần là trở thành một cái món hàng mà không thể thiếu đối với dân ở thị trấn đấy. Thì rõ ràng là đứng trước một cái nguy cơ rất là khó khăn đó, thì ông chủ đã có một cái quyết định rất là sáng suốt. Ra Việt Nam. Hãng truyền thông Hoàng gia kết nối thẳng tới tiềm thức. Tôi cũng nghĩ rằng trong nguy cơ thì nó sẽ có sinh cơ.
nếu mà giữ được cái tinh thần lạc quan và có một cái tỉnh táo sáng suốt để mà quyết đoán thì chắc chắn sẽ đưa ra những cái giải pháp mà giúp cho cái doanh nghiệp tồn tại. Tôi cũng liên hệ lại cái thời điểm vào năm 1997 là cái giai đoạn mà khủng hoảng tài chính của Đông Nam Á, thì Thái Lan là một trong những nước mà bị ảnh hưởng nặng nhất. Và để mà khôi phục lại cái ngành du lịch của nước này thì chính phủ Thái Lan đã đưa ra một cái chính sách là thu hút các khách du lịch ở các nơi trên thế giới đến với Thái Lan thông qua những cái dịch vụ vẫn đảm bảo cái chất lượng như cũ nhưng mà cái giá là rất rẻ. Thì có thể nói là chẳng hạn như là vé máy bay rẻ, khách sạn rẻ, rồi các khu vui chơi giải trí, ăn uống thì giá đều rất là thấp. Và thậm chí là thời điểm đó tôi thấy là rất là nhiều người Việt Nam mình đi du lịch Thái Lan. Nhưng mà bù lại thì các cái ngành mà mua sắm như là siêu thị họ đã khai thác rất là nhiều qua các cái lượng khách du lịch này. Và trong các cái chương trình mà của khách du lịch đến thì luôn luôn có những cái chương trình mà vào thăm các siêu thị để mua sắm. Thì qua đó có thể là hy sinh cái chi phí thấp, cái giá thành thấp của ngành du lịch để mà chịu lỗ trong ngành du lịch nhưng mà thu hút được lượng khách đến Thái Lan. Và qua đó thì giúp cho cái ngành dịch vụ thương mại của Thái Lan nó phát triển. Và từ đó sản xuất cũng phát triển. Và dẫn đến là một trong những yếu tố mà giúp Thái Lan là quay trở lại trên trong cái con đường phát triển của mình. Có nghĩa là chính phủ Thái Lan đã sử dụng cái kế sách bỏ mặn giữ đào. Tôi mới nói rằng là chính cái kế sách nó hay ở chỗ ấy. Nó có thể áp dụng cho một ông chủ cửa hàng thuốc, chủ cửa hàng kẹo. Có thể là một công ty đại gia như là General Motors. Và thực ra ngay trong cuộc sống bình thường, ngay từ bé chúng ta được bố mẹ dạy rồi. Là gì? Là đừng có mà tham bát mà bỏ mâm. Thế phải cân nhắc xem cái bát giá trị hơn cái mâm. Tất nhiên phải là cái bát cổ. Thì rõ ràng phải biết lựa chọn cái lợi ích tối ưu cho cái sự lựa chọn đấy. Đến những vấn đề lớn như chúng ta đang bàn tới. Tôi cũng muốn kể một câu chuyện như là một cái nhà máy sản xuất máy bơm diesel ở Trung Quốc, ở An Huy chẳng hạn. Họ đã có một cái truyền thống rất lâu dài sản xuất một cái loại máy đã có mặt trên thị trường từ lâu. Nhưng rơi vào cái thời điểm mà cái mặt hàng đó không bán được nữa, cũng là cái nguy cơ đối với doanh nghiệp ấy. Thì họ cũng bỏ mận bằng cách gì? Bỏ một cái mặt hàng mang tính truyền thống của họ. Mà dứt bỏ truyền thống là một cái tâm lý rất khó. Mà họ nắm bắt được cái cơ hội, cái nhu cầu của thị trường. Lúc đó là người nông dân rất cần những cái máy bơm nhỏ để mà giải quyết những cái nhu cầu sản xuất và đời sống của mình. Thì họ chuyển sang một cái mặt hàng mới và họ chiếm lĩnh nhanh cái thị trường ấy để bù lại cho cái thiệt thòi của doanh nghiệp đối với những mặt hàng truyền thống. Ở đây tôi muốn nhắc lại rất nhiều trường hợp là cứ làm quen mãi không muốn thay đổi. Cái tính y truyền thống rất nặng nề trong đời sống nói chung và trong các doanh nghiệp. Mà tôi thấy đây cũng là một cái ứng xử, một cái nguy cơ. Nếu không cẩn thận thì cái mạnh bỗng nhiên trở thành cái yếu. Mà khi ta không nhận ra để dám cắt bỏ nó đi thì nó trở thành cái hạn chế cho cái doanh nghiệp của mình. Vâng, khi mà nghe nhà sử học dân Trung Quốc nói về cái ví dụ này ấy, thì tôi lại thấy rằng là cái sách bỏ mận giữ đào này nó có vẻ khá trùng hợp với những doanh nghiệp mà khi cái hệ thống phát triển rộng khắp và có những cái hoạt động kinh doanh á, nó vừa phân tán lực lượng của doanh nghiệp, vừa đem lại, nó không đem lại cái hiệu quả cho doanh nghiệp. Thì tôi nghĩ rằng là không biết lúc đấy khi các doanh nghiệp họ quyết định đóng cửa một số hoạt động kinh doanh thì có phải là bỏ mận giữ đào không ạ, theo anh em? Thì theo tôi đấy cũng là một cái trường hợp bỏ mận giữ đào. Vâng. Tuy nhiên mà khi mà nếu mà nói về những doanh nghiệp mà người ta có một cái hệ thống phân phối lớn thì trong những trường hợp khó khăn thì tôi cũng kể một câu chuyện để minh họa thêm về cái kế sách bỏ mận giữ đào. Thì ở Mỹ thì có một cái công ty sản xuất giày gọi là Wolverine ở Mỹ, công ty này rất là lớn và người ta cũng có một cái hệ thống phân phối bán giày rộng khắp. Thì trước khi người ta chuẩn bị tung ra một cái sản phẩm làm bằng da lợn rất là mới, thì khi người ta nghiên cứu xong người ta tung ra thì người ta cũng không biết rằng là đối thủ cạnh tranh người ta cũng tung ra. Thì một cái hãng đứng trước một nguy cơ rất là khó khăn bởi vì hàng không bán được trên cả hệ thống. Thì khi đấy một đó là người ta phải cắt, nếu mà người ta phải cắt bớt các cái cửa hàng phân phối hoặc là chi nhánh để giảm chi phí. Nhưng người ta chọn một cái cách khác là người ta tung ra một số lượng giày rất lớn để mà tặng cho khách hàng. Người ta tặng cho khách hàng và người ta chấp nhận một cái rủi ro là có thể mất. Nhưng người ta tặng và người ta ghi rằng là chỉ tặng trong 8 tuần thôi. Chứ không có tặng luôn. Người ta ghi tặng 8 tuần và nếu mà hài lòng thì 8 tuần đem tới trả 5 đồng một đôi. Đấy thì sau 8 tuần rất là nhiều người đăng ký. Người ta thấy lạ, người ta đăng ký, người ta mua rất là nhiều. Người ta tới mượn đôi giày mà người ta mang trong vòng 8 tuần. Thì sau 8 tuần thì rất nhiều người thay vì trả đôi giày thì người ta tới trả lại 5 đô.
bởi vì người ta thấy rất là tiện nghi, rất là đẹp, rất là thời trang. Và sau 8 tuần đấy thì sau khi nghiên cứu được cái sở thích và cái thị hiếu của khách hàng thì công ty Worldfin quyết định tăng bán đúng giá, là giá 7,5 đồng là cái giá ban đầu trong chiến lược người ta đưa ra. Và trong chỉ bằng một thời gian rất ngắn người ta bán được 120.000 đôi. Thì rõ ràng là trong cái chuyện này thì Worldfin đứng trước một cái tình thế rất là khó khăn, bị cạnh tranh và hàng không bán được. Thì người ta đã quyết định một cái chuyện rất là sáng suốt, là chấp nhận hy sinh. Bởi vì trong 8 tuần cũng sẽ xảy ra, có thể xảy ra những trường hợp người ta trả giày lại, người ta không mua. Đấy, thì người ta sẽ, cái đấy là cái mà mận ấy. Người ta sẽ chấp nhận mất cái mận đấy, người ta giữ một cái toàn cảnh. Thì rõ ràng là trong này người ta đã vận dụng đúng cái kế sách bỏ mận giữ đào mà đã thành công. Diễn đàn giải pháp thị trường làm giàu không khó. Xin trân trọng kính mời các doanh nhân tham gia làm khách mời, các doanh nghiệp tham gia minh họa cho chương trình. Xin liên hệ hãng truyền thông Hoàng Gia 25 Trúc Bạch Hà Nội, điện thoại 0482903315, website www.emquiz.net. Hoàng Gia Việt Nam. Hãng truyền thông Hoàng Gia kết nối thẳng tới tiềm thức. Tôi nghĩ là không phải riêng cái quy mô tập đoàn đâu, mà ngay trong nội bộ doanh nghiệp cũng có thể là áp dụng cái kế sách này. Ví dụ như doanh nghiệp có rất là nhiều cái dòng sản phẩm, và vấn đề là doanh nghiệp sẽ phân tích để xem là từng cái dòng sản phẩm đó họ mang đến những cái lợi ích, những lợi nhuận cho doanh nghiệp như thế nào. Thì có thể là có những cái dòng sản phẩm thì sản xuất rất là nhiều nhưng mà chi phí cao và cái lợi nhuận thì không có, hoặc thậm chí thua lỗ. Nhưng mà có những cái dòng sản phẩm nhiều khi doanh nghiệp không chú ý đầu tư nhưng mà nó thật sự nó là mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp. Thì như vậy là vấn đề cái doanh nghiệp có thể là làm sao phân tích để kiểm soát được, và từ đó có một cái tập trung được cái nguồn lực vào cho cái dòng sản phẩm mà mang lại cái lợi nhuận cao nhất. Và cái mô hình đó thì hiện nay các doanh nghiệp có thể áp dụng, ví dụ như cái mô hình các đơn vị kinh doanh chiến lược SBU thì có cơ sở để mà phân tích ra là các cái dòng sản phẩm nào mà mang lại đến cái lợi ích cao nhất để mình tập trung và đầu tư vào đó. Còn đối với lại các tập đoàn á, thì như tôi vừa nói thì rõ ràng là hiện nay trên thế giới thì các tập đoàn lớn thì đều được niêm yết trên thị trường chứng khoán, và cái giá trị của doanh nghiệp thể hiện rõ nhất là giá trị cổ phiếu. Mà khi mà cái cán cân về tài chính nó bị mất thăng bằng á, thì ngay lập tức là cái giá trị cổ phiếu sẽ bị ảnh hưởng. Và vì vậy thì nhiều cái doanh nghiệp tập đoàn trên thế giới họ người ta đã phải cơ cấu lại, và những đó là những cái vụ mà mua bán sáp nhập. Và khi vụ mua bán sáp nhập đó xảy ra thì có nhiều người, là một số lớn lực lượng lao động sẽ bị coi như là sa thải, đó là mạnh đó, là mạnh. Hoặc là một số công ty làm ăn thua lỗ thì phải bị bán đi. Mục đích là làm sao tái cơ cấu lại cho cái tình hình tài chính, cái cơ cấu tài chính của các tập đoàn nó mạnh hơn, và đồng thời giảm thiểu những chi phí và tập trung vào cái vấn đề là cái hoạt động chính của doanh nghiệp. Thì như vậy là cái tình hình tài chính nó sẽ mạnh trở lại, và ngay lập tức là cái giá cổ phiếu nó sẽ xoay chuyển và nó tăng lên và thu hút được nguồn đầu tư vào. Thì như ý anh Hào là coi như là các công ty dù nhỏ hay lớn gì đó thì trong một giai đoạn nào đó, giai đoạn khó khăn nào thì phải biết cắt bỏ, phải biết giảm bớt và hy sinh một cái bộ phận, hoặc là một thậm chí một cái chi nhánh, thậm chí một cái công ty con, và thậm chí một lực lượng lao động rất lớn để đảm bảo một cái cân bằng và doanh nghiệp tiếp tục phát triển, đúng không ạ? Tôi muốn lưu ý các bạn một điều này, là cái câu chuyện mà bỏ mận giữ đào mà nó được đặt trong một cái tình huống, tức là một cái nguy cơ sống còn. Còn đương nhiên một doanh nghiệp phát triển thì nó đòi hỏi cái sự điều chỉnh không ngừng để có thể cắt bỏ những cái phần bất hợp lý, phần không hiệu quả. Cái điều đó cũng có thể hiểu ở một ý nghĩa nào đó, nhưng tôi cho là không, hoàn toàn chưa điển hình. Mà điển hình ở chỗ nó có một cái nguy cơ đến từ bên ngoài, chứ không phải nguy cơ từ bên trong. Thì anh ứng phó để anh thoát hiểm bằng cách nào? Thì tôi nghĩ là cái việc anh dám có đủ cái dũng khí và có đủ cái sự sáng suốt cân nhắc một cách chính xác, thì anh bỏ cái phần nào để tập trung cho cái phần mạnh của mình phát triển. Thì đấy chính là cái cốt lõi của cái sách là bỏ mận giữ đào. Tôi nghĩ là cái sách bỏ mận giữ đào này nó cũng có thể áp dụng cho cái việc quản trị hay là những cái tính toán về sở hữu của công ty. Thí dụ một cái điển hình, thí dụ như một cái công ty gia đình,
khi phát triển tới một cái giai đoạn nào đó, thì nếu mà giữ nguyên cái sở hữu những thành viên trong gia đình như vậy thì tới một cái giai đoạn nào đó nó sẽ gặp khó khăn và nguy hiểm. Thì cái bài toán đưa ra là phải thay đổi như thế nào, thì một trong những kế sách là phải chấp nhận cổ phần hóa hay là bán bớt một số cổ phần cho người bên ngoài, những cái trí tuệ mới vào để cùng cái công ty gia đình phát triển. Thì cái đó là, nói một cách khác là công ty đó đã hy sinh cái phần sở hữu, cái kiểm soát của công ty, nhưng mà thay vào đó là giữ được cái sự tồn tại của công ty trong cái tình hình mới. Như vậy chúng ta có thể nhận thấy rằng là cái cốt lõi của kế sách này, như nhà sử học Dương Trung Quốc đã nói, đó là phải biết hy sinh cái nhỏ để bảo toàn lực lượng, bảo toàn cái tính phát triển của doanh nghiệp, đúng không ạ? Vâng, và cái vai trò của người chủ doanh nghiệp đây rất quan trọng trong cái việc là quyết định nhận diện đâu là mận, đâu là đào. Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với những câu chuyện của các chuyên gia minh họa cho kế sách bỏ mận giữ đào. Còn bây giờ sẽ là một thực tế ở Việt Nam. Nhờ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, trong những năm gần đây, kinh tế cả nước nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng đã phát huy tác dụng to lớn, trong đó phải kể đến hình thức kinh tế trang trại. Tại Phú Thọ cũng có những hộ gia đình vươn lên làm giàu nhờ hình thức này. Và trong thành công ấy là cả một chặng đường với rất nhiều khó khăn và quyết định chấp nhận hy sinh. Anh Đỗ Quốc Dũng, người ở thị trấn Phong Châu, Phủ Ninh, Phú Thọ, năm 1982 từ quân ngũ trở về làm công nhân phụ trách nguyên liệu trong công ty giấy Bãi Bằng. Trong thời gian làm việc, nhận ra cầu nối giữa những cánh rừng và kho nguyên liệu là rất quan trọng. Anh lập ra một đội vận tải chuyên vận chuyển nguyên liệu thuê từ những vùng như Tuyên Quang, Yên Bái về đồng bằng, vừa để mua gom nguyên liệu từ bà con về bán cho các đầu mối kinh doanh. Ra kinh doanh vận tải lúc đầu của tôi là lúc đó là cũng tương đối là thuận lợi, là vì thực ra cái thị trường thì nó có nhu cầu vận tải ở cái khu vực này là cũng đã về phương tiện vận tải là lúc đó cái nhu cầu là rất cao, là vì phục vụ cho là với hai nhà nước thì cũng không có đầu tư để đáp ứng được, nên là lúc đó là tính chất là ở khu vực thì nói chung là thiếu rất nhiều, nên là cái đó cái hiệu quả cũng tương đối là tốt. Tuy thế, trang trại vẫn là mô hình kinh tế anh Dũng ham thích và mong muốn phát triển. Năm 2000, anh nhận khoán 6,2 hectare đất đồi cằn, đã qua 3 đến 4 chu kỳ bạch đàn, bắt đầu cũng là những gốc nhãn, vải và xoài, với hy vọng thu hoạch trái cây, tăng thêm tài chính cho gia đình. Nắm đội vận tải trong tay, nguồn nguyên liệu thì luôn tiếp cận thường xuyên. Việc đầu tiên anh Dũng làm là mua hàng nghìn xe mùn rác, vỏ cây, đất phù sa gây màu cho đất, nhưng cũng chưa thể đủ. Lúc đó, ý nghĩ cần có phân chuồng xuất hiện. Cùng lúc với tình hình chăn nuôi lợn đang có tiềm năng phát triển ở Phú Thọ. Được sự trợ giúp của Trung tâm Khuyến nông Phú Thọ và Tập đoàn CP, anh Dũng đã đầu tư xây dựng chuồng trại. Khởi đầu là thuận lợi với 40 con lợn nái ngoài, nhưng muốn phát triển đồng bộ cả trồng trọt và chăn nuôi, công việc không hề đơn giản. Tuy cây ăn quả đã đi vào ổn định, nhưng chăn nuôi lợn giống là cả một sự đòi hỏi khắt khe về chuồng trại, về giống, kỹ thuật chăn nuôi, thức ăn và đội ngũ kỹ thuật viên chăm sóc. Lúc đó, vấn đề vốn được đặt ra, những tài sản gia đình riêng phải bán đi nhưng không đủ. Lúc đó, anh Dũng đứng trước sự lựa chọn khó khăn giữa một bên là đội kinh doanh vận tải đã ổn định, với một bên là hệ thống trang trại đang đợi vốn. Sau nhiều cái vấn đề chăn trở thì tôi đã quyết định là chuyển nhượng cái đội vận tải toàn bộ và tất cả các mối hàng của tôi là đã thành một cái hệ thống mà đã có một thời gian là tôi đã đầu tư, nhưng mà tôi chuyển nhượng lại cho người khác. Thì tôi đầu tư toàn bộ tiền vốn vào vấn đề trang trại và chăn nuôi. Vững tin vào tương lai của mô hình kinh tế trang trại,
Vì nếu phát triển đồng bộ và song hành chăn nuôi với trồng trọt, chắc chắn sẽ có lợi nhuận rất tốt. 3.000 gốc quả lại đang ra hoa. Về kinh doanh vận tải, dù là lĩnh vực đã ổn định, những mối khách quen vẫn còn, nhưng nếu mở rộng hơn, vẫn có sự giới hạn về quy mô cũng như nhu cầu thị trường. Giữ trang trại thì sẽ phát triển. Anh Dũng đã suy tư, cân nhắc và đi đến quyết định quan trọng là hy sinh lĩnh vực kinh doanh vận tải. Cả đội xe cùng những mối làm ăn được chuyển nhượng, số tiền được đầu tư hoàn toàn vào lợn giống và cây ăn trái. Đến nay thì nói chung về cơ bản thì là tương đối là thuận lợi. Về vấn đề chăn nuôi thì sau khi những năm 2001, 2002 thì là khi đó là cái xuất khẩu lợn của mình là sang các nước thì nói chung là tốt, nhưng sau đó thì cái thị trường xuất khẩu mà sang Hồng Kông thì cũng đã kém, nhưng mà cái thị trường trong nước, nhất là các thành phố, thì là cái nhu cầu mà cái thực phẩm sạch là, và thứ hai nữa là lợn sinh hoạt của người ta đã tiêu thụ dần dần đã đi vào thị trường. Như thế người làm ăn gặp những tình huống không thuận lợi trong kinh doanh, nếu buộc phải lựa chọn và hy sinh thì hãy biết hy sinh cái nhỏ hơn để bảo vệ cái lớn hơn, cái sẽ mang lại tương lai tốt hơn. Quyết định đúng đắn của anh Đỗ Quốc Dũng đã đem lại thành công cho anh, cho mô hình kinh tế trang trại và cả kinh tế vùng Phú Thọ. Đó là điểm mấu chốt của bí quyết kinh doanh với tên gọi Bỏ Mận Giữ Đào. Thưa quý vị và các bạn, kế sách Bỏ Mận Giữ Đào một lần nữa được minh họa qua phóng sự vừa rồi. Trong đời sống doanh nghiệp, đứng trước những nguy cơ cạnh tranh, người chủ doanh nghiệp luôn luôn phải sáng suốt để phân tích đâu là mận, đâu là đào để đưa ra những quyết định một cách quyết đoán và táo bạo nhằm bảo tồn và phát triển doanh nghiệp trong tương lai. Để đánh dấu 10 số phát sóng đầu tiên của diễn đàn giải pháp thị trường làm giàu không khó, ban điều hành chương trình chính thức phát động cuộc thi tìm hiểu kế sách làm giàu, thời gian từ ngày 7 tháng 4 năm 2006 đến hết ngày 5 tháng 5 năm 2006. Thời gian dự kiến công bố trao giải ngày 19 tháng 5 năm 2006. Nội dung và thể lệ cuộc thi, giải thưởng gồm một giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng và 5 giải đồng hạng mỗi giải trị giá 1 triệu đồng. Để trúng giải đồng hạng, bạn cần trả lời 3 câu hỏi sau. 1. Kể tên 10 kế sách đã phát sóng của chương trình làm giàu không khó. 2. Nêu tên kế sách bạn thích nhất. 3. Có bao nhiêu người có câu trả lời giống như bạn? Để có cơ hội giành giải thưởng đặc biệt của chương trình, ngoài 3 câu hỏi nêu trên, bạn hãy tóm tắt nội dung của 10 chương trình làm giàu không khó đã phát sóng một cách ngắn gọn, xúc tích nhất. Quý vị và các bạn có thể xem lại 10 chương trình đã phát sóng bằng cách truy cập vào trang web www.mquiz.net hoặc nghe lại qua hệ thống 19001763 để có thông tin trả lời các câu hỏi trên. Hình thức tham gia, các bạn có thể dự thi theo hai cách: vào trang web www.mquiz.net hoặc gửi thư theo đường bưu điện đến địa chỉ phía Bắc, hãng truyền thông Hoàng Gia 2527 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội; phía Nam, tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Xin quý vị và các bạn lưu ý, ban điều hành chương trình dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi sau mỗi 10 số phát sóng. Để biết thêm chi tiết, quý vị và các bạn có thể truy cập trang web www.mquiz.net hoặc xem trên các báo Tuổi Trẻ, Thương Mại. Mời quý vị khán giả tham gia đóng góp ý kiến cho chương trình qua website www.mquiz.net, viết thư hoặc trực tiếp ghi hình, thu âm, gửi về hãng truyền thông Hoàng Gia 25 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 04-8290315. Quý vị và các bạn, thương tin rằng đến giờ phút này thì rất nhiều quý vị khán giả đang tò mò muốn biết câu trả lời của câu hỏi kỳ trước như thế nào. Và ngay sau đây sẽ là đáp án của câu hỏi kỳ trước. Câu hỏi 1. Trong các hình thức bán hàng sau, hình thức nào là hình thức khuyến mại? A. Bán hàng kèm phiếu dự thưởng. B. Bán hàng giảm giá kéo dài trong một thời gian nhất định. C. Cả hai hình thức trên. C là đáp án đúng. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường xuyên tiếp xúc với hình thức khuyến mại sản phẩm. Bán hàng kèm phiếu dự thưởng và bán hàng giảm giá kéo dài trong một thời gian nhất định là hai trong số các hình thức khuyến mại đó. Có một điểm khác biệt thú vị giữa giảm giá khuyến mại và hạ giá bán sản phẩm. Giảm giá chỉ được coi là hình thức khuyến mại khi được áp dụng trong một thời gian nhất định. Hết chương trình khuyến mại, giá bán sản phẩm sẽ trở lại như cũ. Câu hỏi 2. Chương trình khuyến mại chỉ có thể thực hiện vào thời điểm nào? A. Ra mắt sản phẩm mới. B. Nhân dịp lễ, Tết. C. Tùy thuộc doanh nghiệp. C là đáp án đúng. Chương trình khuyến mại có thể thực hiện vào bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào nhu cầu cũng như chiến lược của từng doanh nghiệp. Danh sách các khán giả trúng giải:
Giải nhất thuộc về Đinh Đình Thi, 1/13 hẻm 1 khu phố 5 Trảng Dài Biên Hòa Đồng Nai, điện thoại 0918156642. Giải nhì thuộc về Đặng Ba, xã Vụ Bổn, huyện Cơ Đông Bách, Đắk Lắk, điện thoại 0505252682. Giải ba thuộc về Nguyễn Tâm Anh, 343 tổ 2 phường Phương Lâm, thị xã Hòa Bình, điện thoại 0188959752. Và năm giải khuyến khích thuộc về 1 Võ Đức Thắng, điện thoại 0240824567. 2 Mai Sĩ Nhân, điện thoại 0908670592. 3 Quách Trung Tuấn, điện thoại 0902662902. 4 Chủ nhân, số điện thoại 0907851362. 5 Tăng Tuyết Hoàn, số điện thoại 0511743422. Xin chúc mừng các khán giả đã trúng giải. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ sẽ là câu hỏi của em Quýt kỳ này. Câu hỏi 1, trọng lượng tịnh là gì? A. Trọng lượng không được tính bao bì sản phẩm. B. Trọng lượng tính cả bao bì sản phẩm. Và C. Cả hai đáp án trên đều sai. Câu hỏi 2, ký hiệu nào sau đây không chỉ hạn sử dụng của sản phẩm? A. HSD. B. NSD. Và C. ESP. Câu hỏi 3, theo bạn có bao nhiêu người trả lời đúng cả hai câu hỏi trên? Quý vị và các bạn có thể tham gia trả lời câu hỏi em Quýt theo 3 cách. Cách thứ nhất, nhắn tin hoặc gọi điện thoại tới số 1900 1763 và làm theo hướng dẫn. Cách thứ hai, cắt phiếu tham gia trả lời trên các báo Tuổi Trẻ, Thương Mại, ghi đầy đủ các thông tin và gửi về chương trình trước 9 giờ thứ tư hàng tuần theo địa chỉ phía Bắc, hãng truyền thông Hoàng Gia 25 Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội, điện thoại 0482903315. Phía Nam, tòa soạn báo Tuổi Trẻ 60A Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Cách thứ ba, trả lời trực tuyến qua website của chương trình theo địa chỉ www.mquiz.net trước 9 giờ thứ năm hàng tuần. Hãy nhanh tay, nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón các bạn. Cơ cấu giải thưởng như sau: một giải nhất 5 triệu đồng, một giải nhì 3 triệu đồng, một giải ba 2 triệu đồng và 5 giải khuyến khích với các quà tặng thú vị của chương trình. Bạn hãy nhấn số điện thoại 1900 1763 để nghe lại toàn bộ chương trình đã được phát sóng. Vừa rồi là 3 câu hỏi của em Quýt kỳ này và đã đến lúc chúng ta phải chia tay với diễn đàn giải pháp thị trường làm giàu không khó. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 19:50 ngày thứ 6 tuần sau với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản quyền chương trình thuộc về Công ty Cổ phần Giải pháp Thị trường Hoàng Gia Việt Nam.